Hello mấy chú nha. Này còn có một con máy siêu VIP, siêu phẩm nha, siêu đẹp. Echo V381 nha, con này chung đồ với 3800 à. Giống y chang nha, con này tới 40cc lận. Trọng lượng 4,3 kg nha. Quá đẹp nha, con này siêu mới luôn. Ốc át là 7 màu hết nha. Ở trong là xanh lè nha. Giảm sóc bằng cao su. Con này đời cao xài IC nha mấy chú nha. Quá mới, làm Echo nè. Làm siêu đẹp nha, đầu ghép nha. Xích Oregon còn mới kit luôn nha. Rồi, con này quá mới, con này phù hợp mấy chú khai thác tầm trung nha, bán chuyên nghiệp, xài cắt củi các gia đình là quá đẹp nha. Quá mới. Đây, làm xích cái làm 50 mà cắt 45 nha. Làm Echo theo máy luôn. Mặt, mặt tiền nè, siêu đẹp nha. Đây, ốc là ốc vàng khe luôn. Con này Echo máy Nhật nha. Có bơm xăng phụ cho mấy chú nè. Này để từ đêm tới sáng bơm cái cực kỳ nhạy nổ nha. Echo nha, quá đẹp. Con này nòng đứng nha, xài xe nha, chứ không phải đời đời cao cấp nha, chứ không phải đời cổ nha mấy chú nha. Made in Japan, số đuôi là 537 nha. Làm tới Sumura luôn. Rồi, con này quá mới. Ở đây cái tay cầm lớn nè, cầm cực kỳ êm tay nha. Dây giật này vàng khè luôn nha. Con này phụ tùng cực kỳ dễ nha mấy chú nha. Mấy chú yên tâm dễ mặt phụ tùng nha. Này, lọc gió là trắng tinh luôn. Con này chạy nói chung là cực kỳ đã luôn nha. Cũng ngang ngửa với tin đó mấy chú. Con này phải ngang ngửa 024 nha. Dòng này thì siêu bền này, quá đẹp nha. Nè, nồng ở trong này trắng tinh luôn. Con này chắc bên Nhật là chưa xài bao nhiêu luôn chú ơi, xài một hai lần là người ta bỏ luôn à. Làm Echo còn nguyên chữ luôn à. Đây, con này là CSV 381 nha. Độ rung tiếng ồn nè, con này cực kỳ nhẹ thôi, 4,3 kg nha. Tép gỗ luôn nha. Cực kỳ nhạy nha, giật nè. Rồi đưa, 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 cắt đi, cắt đi. Cực kỳ nhạy nổi nha, ấm nhẹ nổi nè. Okay. Con này bán cho chú 3 triệu nha, như video nha. Rồi, ai ưng thì alo 0376128789 nha. Quá mới, dòng này siêu bền bỉ, rớt tay là nổi nha. Alo trực tiếp nha.